Sáng ngày 12 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Giành Thép, 31 tuổi, ở huyện Rồng Giềng, lái xe ô tô biển số xanh 68C, 08XX. Tông tử vong em Lê Dương Mỹ Quy, nữ sinh trường trung học phổ thông An Thới, thành phố Phú Quốc, tối ngày 14 tháng 11 năm 2022. Đại diện hợp pháp gia đình ông Lê Quốc Cường, cha của Mỹ Quy, luật sư Trần Bá Nhẫn cho biết, Bản án sơ thẩm ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc không khách quan, không toàn diện, không đầy đủ, không đúng quy định của pháp luật. Luật sư Nhẫn cho biết thêm về mặt hình sự, bản án sơ thẩm trên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi của đảng Quốc Cường, người đưa xe hết hạn đăng kiểm cho thép và thép không có giấy phép lái xe rồi dẫn đến tai nạn. Luật sư Nhẫn nêu rõ, tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 262 và 264 Bộ Luật Hình sự. Về mặt dân sự, bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc không xác định ai là chủ sở hữu ô tô biển số xanh 68C08XX để chịu trách nhiệm liên đới với giành thép, người trực tiếp điều khiển ô tô. Đó là một trong những nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ được quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo an toàn của phương tiện tham gia giao thông đồng bộ. Còn bị cáo danh thép, người lái xe biển số xanh gây tai nạn thừa nhận kết luận điều tra của công an thành phố Phú Quốc chưa đúng với lời khai của bị cáo. Do đó, thép mong muốn hội đồng xét xử và cơ quan chức năng địa phương điều tra xét xử lại vụ án. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, xét yêu cầu gia đình bị hại về việc làm rõ chủ sở hữu xe ô tô biển số xanh 68C 08XX tránh bỏ lọt tội phạm đối với đảng quốc cường người đưa xe cho thép chạy trong quá trình điều tra công an thành phố phú quốc chưa thu thập chứng cứ để làm rõ vụ án ngoài ra tòa án nhân dân thành phố phú quốc sửa tịch thu xe biển số xanh 68C 08 xx chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2, điều 47 bộ luật hình sự không xác định người chịu trách nhiệm liên đối bồi thường chủ sở hữu xe trong việc thu hồi đăng ký biển số xe theo quy định của pháp luật đặc biệt trong quá trình điều tra đến xét xử sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố phú quốc đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại do đó hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố phú quốc để điều tra lại vụ án trên trước đó ngày 29 tháng 8 năm 2023 tòa án nhân dân thành phố phú quốc xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo giành thép với án 7 năm tù bồi thường cho gia đình ông cường cha của quy với số tiền khoảng 390 triệu đồng Tòa tuyên phạt thép bồi thường cho ông D khoảng 22 triệu đồng, còn xe biển số xanh 68C08XX, tòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền tịch thu xe. Trước đó tại phiên xét xử phúc thẩm chiều ngày 5 tháng 1, ông Lê Quốc Cường, cha của bị hại Lê Dương Mỹ Quy ở thành phố Phú Quốc cho biết, bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc tuyên vào ngày 29 tháng 8 năm 2023 là chưa khách quan, chưa làm rõ ai là chủ sở hữu và chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định. Các cơ quan tiến hành tố tụng bản án sơ thẩm chưa làm rõ ai là người đang đứng tên chiếc xe ô tô biển số xanh 68C08XX gây tai nạn, khiến con ông Cường là em Quy tử vong vào tối ngày 14 tháng 11 năm 2022. Vì sao xe biển số xanh trên hết hạn đăng kiểm từ ngày 7 tháng 11 năm 2019 mà vẫn sử dụng và qua nhiều lần giao dịch mua bán? Theo nguồn tin riêng, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã xác định khá tường tận lai lịch của chiếc xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát nền xanh số 68C08XX. Theo đó, chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý dạng hóa giá cho ông Trần Thanh P. Ông P là luật sư, nguyên giảng viên trường chính trị, nguyên trưởng phòng kinh tế chuyên ngành văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Sau khi mua xe, ông P đem đi đổi chiếc xe lấy đồng hồ đeo tay với ông T, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Kiên Giang, hiện đã chuyển công tác. Ông T sau đó bán xe này cho ông Châu Quốc N, hiện đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông N là Châu Quốc C, 22 tuổi, mang xe ra thành phố Phú Quốc chuẩn bị đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái. Đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Kiên Giang cho biết, theo quy định người nhận chuyển nhượng phương tiện giao thông phải tiến hành làm thủ tục sang tên đóng thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận phương tiện. Trường hợp không sang tên theo quy định, ngoài việc phải liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp phương tiện gây tai nạn hoặc được sử dụng trong một vụ án thì còn bị truy cứu hành vi trốn thuế trước bạn. Như báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2022, sau khi uống rượu bia ở phường An Thới, bị cáo danh Thép đã điều khiển xe ô tô biển số xanh 68C08XX về hướng xã Dương Tơ. Do không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát nên xe của Thép đụng vào xe máy của ông Lê Văn Đề, cầm lái, làm cho ông D bị tổn thương cơ thể 27%. Sau đó thép tiếp tục lái xe đến đoạn trước trường Trung học phổ thông An Thới thì va chạm với xe máy do em Lê Dương Mỹ Quy, học sinh trường Trung học phổ thông An Thới cầm lái, hậu quả Quy bị thương nặng và tử vong. Công an thành phố Phú Quốc kiểm tra nồng độ cồn đối với danh thép, kết quả 0,350 mg trên một lít khí thở, chưa phát hiện dương tính với ma túy. Thép cũng không có giấy phép lái xe. Giáo viên trường Trung học phổ thông An Thới, nơi nạn nhân đang theo học, nói rằng em Quy là học sinh giỏi, ngoan, hiền lễ phép. Khi vào trường, em Quy được chọn vào học lớp đặc biệt của trường do em có số điểm thi cao. Em vừa thi học sinh giỏi môn tiếng Anh để chọn đi thi cấp tỉnh. Trong lúc chờ kết quả thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ cựu quân nhân tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận. Phiên tòa phúc thẩm ngày 12 tháng 3 xét xử vụ cựu quân nhân lái ô tô tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận bị hoãn do đại diện viện kiểm soát bận công tác đột xuất. Chiều ngày 10 tháng 3, ông Hồ Hoàng Hùng, bố của nữ sinh lớp 12 tử vong vì tai nạn giao thông ở Ninh Thuận, cho biết gia đình vừa nhận thông báo của Tòa án Quân sự Quân khu 5 về việc hoãn phiên tòa phúc thẩm xử Hoàng Văn Minh sinh năm 1986, cậu thiếu tá quân đội, bị truy tố tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Lý do hoãn mà phía tòa phúc thẩm đưa ra là đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5 bận công tác đổ xuất, không tham dự phiên tòa được. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa thông báo sau. Trước đó gia đình bị hại nhận được thông báo rằng phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh sẽ được tiến hành vào ngày 12 tháng 3 tại Đà Nẵng. Vụ án quân nhân tông chết nữ sinh lớp 12 tại Ninh Thuận đã được tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 đưa ra xét xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2023 tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt cậu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình ông Hùng 254 triệu đồng cho rằng bản án sơ thẩm chưa mang tính gian đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận đã gửi đơn kháng cáo đến tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 5. Theo đơn kháng cáo của ông Hồ Hoàng Hùng, gia đình không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án đánh giá không đúng tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Hình phạt bản án sơ thẩm không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính gian đe, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn, để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục chuẩn mực đạo đức xã hội nhằm gian đe phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự là không phù hợp. Đơn kháng cáo nêu sau khi nhận được kết luận điều tra và quyết định đình chỉ vụ án, khai báo gian dối, đình chỉ bị can đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú của Minh, và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ của Minh. Bố nạn nhân đã khiếu nại các quyết định này đến Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không không quân. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 12, các khiếu nại và đề nghị không được chấp nhận. Theo đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng việc đình chỉ không phù hợp dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm. Đơn kháng cáo nêu, trong quá trình điều tra truy tố, tôi đã kiến nghị trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội khai báo gian dối và tại phiên tòa cũng chưa được xem xét. Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Hoàng Văn Minh lái ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình. Trong đó có Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú Minh và Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ Minh, trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm. Ô tô sau đó tông xe máy của em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông chạy cùng chiều. Nữ sinh bị hắt văng vào trụ điện, tử vong tại chỗ. Làm việc với cơ quan công an, Võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn. Hằng cũng xác nhận điều này Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng hàng khai báo gian dối, Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định, Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu Hoàng Anh, khiến nạn nhân tử vong. Còn Võ và Hằng biết rõ Minh là người lái nhưng đã khai báo gian dối. Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Minh đến công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tháng 8 năm 2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố bắt tạm Gia Minh. 3 tháng sau, cơ quan này khởi tố hàng và võ cho tại ngoại. Liên quan vụ việc, Hội đồng kỷ luật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã kỷ luật 5 cá nhân liên quan sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.